Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với kênh YouTube của MMO Official. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi hướng dẫn cho các bạn tham gia vào một cái chương trình Aerobe. Chúng ta sẽ nhận cho mình cái hộp NFT của cái game rất là hot trong thời gian gần đây, đó là con game NFT Elon Musk. Hiện tại thì nó đang phát 150 cái hộp NFT miễn phí nha. Đó, cho nên là các bạn nào may mắn thì các bạn có thể sẽ là người nhận được cái hộp mà NFT của game này. Thì theo như mình thấy khi mà các bạn nhận được cái hộp này ấy, thì nó sẽ có những cái giá trị rất là cao nha. Đó. Và mình sẽ để cho các bạn cái đường link tham gia vào chương trình Aerobe này bên dưới phần mô tả của video. Đây là một mini game nhỏ của cái con game Elemon này thôi nha. Ok, sau khi mà các bạn vào lên thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Các bạn sẽ chọn cho mình ô Start. Chọn cho mình là Book Wario này. Rồi, ok, thì ở đây các bạn sẽ nhận được cho mình những cái vé. Và càng nhiều vé thì các bạn sẽ càng có nhiều cơ hội để sở hữu cái hộp Elemon này nha. Ok, đầu tiên này, nhiệm vụ đó chính là các bạn sẽ cần phải nhập cho mình cái địa chỉ ví. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng ví BEP20 nha. Thì ví BEP20 ở đây ấy, nó sẽ là cái ví MetaMask. Ở đây thì theo như mình khuyên các bạn nên sử dụng cho mình cái ví MetaMask nha. Rồi, ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi follow Elon Musk ở trên Telegram Channel này. Chọn cho mình ô Join Channel. Ở đây thì nó hiển thị là mình đã join vào quá nhiều channel rồi, cho nên là mình sẽ cần phải thoát bớt ra nha. Ok, ở đây thì mình sẽ join channel này. Tiếp theo là join vào group này. Ok, cái nhiệm vụ thứ ba là mình sẽ cần phải đi follow và đi retweet cái pin spot và kèm theo hashtag. Ok, thì như các bạn có thể thấy trên màn hình, ở đây nó đang có một cái chương trình Aerobe ở trên Twitter này. Đó, thì đây là một cái mini game nhỏ nhỏ thôi. Ở đây thì các bạn sẽ cần phải đi like và đi retweet lại cái bài đăng này nha. Ở đây thì mình sẽ chọn cái phần trích dẫn tweet này. Tại phần này thì mình sẽ cần phải đi nhập cho mình hai cái hashtag, đó là Elemon và Elemon Book 3. Rồi, ok, chọn đăng tweet. Sau đó thì mình sẽ ấn vào nút xem để nó hiển thị ra cái bài đăng của mình. Mình sẽ đi copy cái đường link trên này nha. Đó, sau đó thì mình sẽ ấn vào cái path link này. Nhập cái đường link của mình vào đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ cần phải đi join vào Elemon ở trên Discord. Tại đây thì các bạn sẽ bấm cho mình vào cái phần chấp nhận lời mời. Ok, sau khi mà chúng ta đang ở trên cái trang Discord này thì các bạn chọn cho mình một cái icon bất kỳ ở đây nha. Rồi, sau đó thì bạn sẽ bấm vào cho mình cái phần là rule này, tức là luật ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình cái cờ Việt Nam. Đó, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi copy cho mình cái username trên Discord. Và các bạn sẽ paste cái username Discord vào đây nha. Rồi, ok. Chọn cho mình là check task này. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn cho các bạn chúng ta tham gia vào 4 cái nhiệm vụ ở trên Telegram. Thì đây là một cái mini game khá nhỏ của cái con game rất là đình đám trong thời gian gần đây, đó là con game Elemon. Thì nếu như bạn nào là người may mắn thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ có rất là nhiều tiền khi mà các bạn có thể bán cái hộp đó ở trên chợ. Rồi, thì cái đường link tham gia vào cái chương trình này thì mình cũng sẽ để bên dưới phần mô tả video. Hy vọng là sẽ có người may mắn trúng giải nha. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.